Vâng, như thường lệ thì Tâm Minh Alo xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể anh em trong cái thời gian qua đã luôn luôn đồng hành, luôn luôn tin tưởng sử dụng các sản phẩm bên em, đặc biệt là những bộ mic bãi, những con vang. Và ngày hôm nay, ngày 15 tháng 3 năm 2023, em tiếp tục giới thiệu đến anh em một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng. Đây là một cái dòng sản phẩm đến từ công ty Bayer của Đài Loan, mã của nó là Fan, là một cái dòng mic Bayer vỉ xanh, tay da cá đẹp khoảng tầm trên 95% và có tự ngắt. Đây là một cái dòng mic hát siêu lịnh giọng, tiết kiệm pin. Đối với những anh em nào mà sử dụng một cái bộ mic tiết kiệm pin đầy đủ các cái chức năng tự ngắt và đẹp như thế này với một cái mức giá rẻ thì đây là một cái cơ hội để anh em có thể sở hữu được một cái bộ mic chất lượng như này. Đấy, và để cảm ơn anh em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua, bỏ qua cái mức giá mà bên em đang niêm yết tại cửa hàng, hôm nay em sẽ giảm cho anh em từ 4 đến 500 nghìn một cái bộ mic như này so với cái giá em đang niêm yết. Anh em xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Đấy, và trong thời gian tới thì bên sẽ còn gửi đến anh em rất là nhiều những cái bộ mic bãi, những bộ mic mới, những con vang. Đấy, với cái mức giá cực kỳ là rẻ và đặc biệt là bên em sẽ bảo hành cho anh em 3 tháng hỗ trợ cho anh em trọn đời. Đấy, và bây giờ em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hình thức của cái dòng mic này, sau đây em sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng cái dòng mic này nó như thế nào, đồng thời là test tiếng và báo giá. Cái thời lượng em làm rất là ngắn thôi, thế nên là kính mong anh em hãy xem kỹ video, anh em đừng lên tua xem là một cái bộ mic này sử dụng nó có dễ hay không, cái chất lượng của nó có phải bàn gì nữa không, và đặc biệt là cái giá em đưa ra ngày hôm nay nó có rẻ hay không em nhé. Đây là một cái dòng mic hàng chính hãng do công ty Bayer Đài Loan sản xuất. Đây là cái dòng mic Bayer vỉ xanh, mã của nó là Fan này. Đấy, và được mặt của nó được thiết kế là một cái mặt phay nhôm rất là đẹp. Những cái vết bẩn ở đây, đây là những cái hàng bãi, thế nên là những cái vết bẩn nó sẽ không thể tránh khỏi em nhé. Những cái này thì em sẽ lau qua một chút nữa thôi là nó sẽ rất là sạch. Ở giữa đây là một cái màn hình LCD, và trên cái màn hình này nó hiển thị đầy đủ các cái thông tin, ví dụ như là kênh, tần số, vạch sóng, vạch tiếng. Đây là các cái nút dò hồng ngoại của cái đầu thu mic này. Còn đây là các cái nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic ở trên đầu thu. Thì những cái volume này thì em cũng căn chỉnh hết cho anh em rồi, và những cái sóng này thì em cũng dò hết cho anh em rồi, về anh em chỉ việc cắm và sử dụng thôi. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình sử dụng, nếu như không may anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Đầu tiên anh em hãy ấn vào cái chữ sell ở đây để chuyển đổi kênh em nhá. Ví dụ anh em muốn dò kênh A thì anh em ấn chữ sell để cho nó chuyển sang bên A. Nếu như anh em muốn dò bên B thì anh em ấn chữ sell này để cho cái đèn này nó chuyển sang bên B. Sau khi anh em chọn được kênh rồi thì anh em ấn vào cái chữ set ở trên đầu thu, và sau đó anh em để cái màn hình tai mic này vào sát cái chữ IR trên đầu thu từ 2 đến 3 giây là lập tức cái đầu thu và cái tai mic nó sẽ tự động trao đổi thông tin với nhau, nó tự động dò sóng sạch và nó sẽ tự động bắt sóng. Những cái này thì thực sự nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà em cũng phải hướng dẫn cho anh em, nhiều anh em còn chưa biết đến những cái này thì bây giờ em sẽ hướng dẫn qua như vậy. Đấy, còn về gần như anh em chỉ việc cắm và sử dụng thôi, anh em không phải dò sóng như này em nhé. Còn về cái phần vỉ mạch của cái đầu thu mic này thì đây là một cái dòng mic hàng xịn chính hãng của công ty Bayer, được sử dụng một cái công nghệ là sóng kép em nhé. Sử dụng công nghệ sóng kép nó sẽ tránh cái tình trạng là bị mất sóng, hụt sóng hoặc là bị vấp váp. Đấy, thế nên dùng những cái dòng mic mà hai hộp sóng này thì cái độ sóng của nó chỉ khoảng tầm 40-50 mét thôi, nhưng mà nó rất là ổn định. Và cái mic này được sử dụng một cái con chip xử lý rất là cao cấp của Mỹ, microchip. Đây là cái dòng chip chuyên sử dụng ở những cái dòng mic cao cấp. Những cái bộ mic cao cấp thì anh em nhìn thấy những cái bộ con IC này thì anh em biết chắc một điều là cái tiếng của nó cực kỳ là hay. Và ngoài ra thì nó được sử dụng rất là nhiều các con IC lọc tạp âm với cả những cái chống nhiễu ở đây, giúp cái tiếng mic của mình nó trong, nó sạch. Và nó có những cái con chip IC lâng tiếng giúp cái tiếng mic của mình nó bay em nhé. Còn là về phía sau này thì bao gồm hai cái jack ca lông để anh em cắm mi sơi làm sự kiện, và em sẽ tặng kèm cho em một cái dây 6 ly anh em cắm hộ em vào cái chân CHA cộng B ở phía sau này. Còn là về cái phần tay mic thì tất cả những cái tay mic này thì đều là những cái tay vỏ da cá đẹp khoảng tầm trên 95%. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn, và dọ em cũng thay hết bằng những cái dọ inox này rồi. Cái mic này được sử dụng một cái củ chính hãng của Bayer, có thể là sử dụng củ màu vàng hoặc là củ màu đỏ ở đây, nhưng mà đa phần những cái dòng mic này thì đều là sử dụng cái củ màu vàng. Và những cái lẫy pin ở đây thì em cũng bao cho anh em là không một cái mic nào là bị gãy lẫy pin, tất cả là còn nguyên lẫy pin hết nhá, hàng cực kỳ là đẹp luôn ạ. Thế và cái mic này thì nó sử dụng một cái cảm biến tự ngắt, nếu như anh em không sử dụng em để xuống khoảng tầm 3 đến 4 giây là lập tức cái mic này nó sẽ ngắt tiếng. Đấy, bây giờ nó sẽ ngắt tiếng rồi ạ. Đây. Nó ngắt tiếng, và khi anh em sử dụng thì anh em cầm lên thì lập tức là cái mic nó sẽ tự động bật lên và nó sẽ lại hát được bình thường. Và khi anh em để quên mic, anh em quên không tắt nguồn mic đi, anh em cất vào trong tủ khoảng từ 10 đến 15 phút là cái mic nó sẽ tự động tắt nguồn hoàn toàn.
Và bây giờ em sẽ test qua cái tiếng của cái mic này, sau đó em sẽ báo giá luôn cho anh em ạ. Em lắp sẵn vào một cái đầu thu đây rồi. Sầu bầy 1 2 5 6. Sầu bầy. Sầu bầy. Sầu bầy 1 2 5 6. Sầu bầy. Và bây giờ em đang test trên một cái con vang HMK800 em nhé. Đây là một cái dòng mic, dòng vang mà bên em bán rất là nhiều rồi. Một cái dòng vang chống hú cực kỳ là tốt ạ. Đây em ngồi ngay sát loa đây, em có vào loa đây nhưng mà gần như là không có tình trạng bị hú rít ạ. Sầu bầy 1 2 5 6. Sầu bầy. Là một cái dòng vang có cổng quang, có bluetooth, có USB, có gì vợt luôn. Và nếu như em combo cả mic cả vang thì bên em sẽ trừ cho anh em 200.000. Cái vang này hiện tại bên em đang bán là 1.650.000 bao ship anh nhá. Đấy, nếu như anh em combo cả mic cả vang thì em sẽ trừ trực tiếp cho anh em 200.000 luôn. Và tặng kèm đầy đủ dây rắc, đồng thời em cũng bảo hành cho anh em 1 năm cả mic cả vang luôn ạ. Và quay lại cái dòng mic này thì đây là một cái dòng mic phải nói là cực kỳ là chất lượng ạ. Cái giá của nó hôm nay thì thực sự với anh em là nó quá rẻ luôn. Anh em không thể mua đâu được một cái bộ mic chất lượng này mà giá như này đâu ạ. Đấy, bỏ qua cái mức giá tại cửa hàng, bên em đang bán với mức giá trên 2 triệu. Và cái hàng mới của cái mic này là khoảng từ 6 đến 7 triệu một cái bộ này. Em sẽ xả cho anh em 10 cái bộ mic này với cái mức giá chỉ có 1.850.000 nhá. Chỉ có 1.850.000 một cái bộ mic tay da cá đẹp khoảng tầm trên 95%, rất là đẹp luôn. Đấy, có ra có tự ngắt luôn ạ, có tự ngắt. Và đây là một cái dòng mic mà phải nói là siêu lịnh giọng. Những em nào mà hát không được hay, anh em cần một cái bộ mic lịnh giọng, tiếng hay, hát nhẹ mà không cần phải chỉnh nhiều thì đây là một cái sự lựa chọn anh em không nên bỏ qua. Anh em nào chốt cái mic Beyer fan này với cái mức giá là 1.850.000 bao ship, bảo hành 3 tháng, hỗ trợ trọn đời, nhận hàng được kiểm tra, được test thử thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369 79195 hoặc là 0912 79195 nhé. Còn nếu anh em combo cả mic cả vang thì cái mic này là 1.850.000 em sẽ bớt còn 1.750.000, và cái vang 1.650.000 thì em sẽ bớt còn 1.550.000. Nếu như em combo em sẽ tặng kèm đầy đủ dây rắc và đồng thời bảo hành luôn cái mic này 1 năm luôn cho anh em. Anh em nào chốt được cái bộ mic này với cái mức giá là 1.850.000 bao ship, bảo hành 3 tháng, hỗ trợ trọn đời, nhận hàng được kiểm tra test thử thì hãy gọi điện vào cái số của dưới góc màn hình em nhé. Đấy, cái số lượng nó không có nhiều đâu ạ. Anh em đang xem video, nếu như mà thấy mic rẻ, mic đẹp, mic chất thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe, bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.